Tỷ phú Elon Musk vừa tuyên bố Tesla đã lắp đặt một nửa công trình pin năng lượng lớn nhất thế giới ở Nam Úc. Nếu theo đúng tiến độ thì 100 ngày nữa Nam Úc sẽ có điện sạch từ nguồn năng lượng mới này. Cuối tuần qua, Tesla đã công bố tiến độ xây dựng hệ thống pin năng lượng 129 MWh tại miền Nam nước Úc, gần cánh đồng năng lượng gió 100 MW. Hệ thống pin này sẽ là hệ thống lớn nhất thế giới khi hoàn thành, dự kiến sẽ đủ cấp điện trong 8 tiếng cho 30.000 hộ gia đình. Sáng lập Tesla, ông Elon Musk khẳng định trong vòng 100 ngày nữa, hệ thống này sẽ hòa lưới điện, nếu trễ hơn thì sẽ cho không chính quyền địa phương. Công trình này là một ví dụ điển hình cho toàn thế giới thấy năng lượng tái tạo có thể được xây dựng như thế nào. Một khi hoàn thành, chỉ trong vài tháng nữa thôi, đây sẽ là công trình pin năng lượng lớn nhất thế giới. Năm ngoái, thiên tai đã khiến gần như toàn vùng Nam Úc mất điện. Nhiều công trình điện tái tạo không đáp ứng đủ nhu cầu đã vấp phải sự phản đối và lời kêu gọi lập lại nhà máy năng lượng hóa thạch kiểu cũ. In the world.